xin chào mọi người. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay được cậu em của học viên mời xuống cửa hàng chuyên bán các cái đồ gốm sứ, ấm chén bát đĩa này. Đấy. Bạn ấy mời thầy giáo xuống đây là để chơi tham quan rồi là bán hàng cho bạn đấy. Đấy. Anh em nhìn xem, ví dụ như các cái mặt hàng này bây giờ đến Tết nhà ai chả phải dùng nhỉ, nhà ai chả phải mua thêm bộ bát đĩa này rồi là bộ ấm chén để uống trà Tết này, đúng không? Hầu như nhà ai quay đây, hầu như nhà ai chả phải mua thêm ấm trà này rồi là bộ bát đĩa mới này để mình ăn Tết cho nó ngon, cho nó đẹp, mới mẻ hơn, đúng không? Đấy. Khá là hợp lý đấy nhỉ? À, đấy. Đây là các bạn xem thấy đẹp không? Nếu như mà thầy giáo mà bán các cái mặt hàng này thì anh em thấy thế nào? Đây, quay sát đây này. Đây. Đây là bây giờ ấm chén rất là đẹp. Từ nay đến Tết thầy giáo sẽ xuống đây live stream bán hàng. Thì mọi người mà mua ấm chén này, bát đĩa này, nhớ mua hàng của thầy giáo nhá. Thầy giáo ngồi ở đây live stream uống trà để bán hàng thì hợp lý nhất nhỉ. Đấy. Làm uống trà đi em. Vâng. Hợp lý nhất nhỉ. Đấy. Khi live stream là có cả cậu em này cùng live stream bán hàng với anh. Đấy, em đẹp trai. Cảm ơn mọi người nhá.